bộ phim truyện Hồng Kông hình cảnh quốc tế với sự tham gia của các diễn viên Quan Lễ Kiệt, Đặng Tuệ Dân, Phương Trung Tính, Ngô Đình Hoa, Đoàn Dĩ Luân, Lâm Dĩ Thần cùng một số diễn viên khác. Tôi không cần biết động cơ là gì, chỉ cần hắn có liên quan đến tập đoàn sát thủ. Chúng ta đều phải thật cẩn thận. Chúng ta phải giám sát số dân tị nạn đó. Có thể phá án hay không đều nhờ các anh đó. Bye bye. Điên, điên, nổ súng, nổ súng. Bọn người này đều dùng vũ khí hạng nặng. Mình mối này hãy giao cho tôi với cách đi. Căn cứ theo lời khai sơ bộ cho thấy, bọn chúng đã giết hết tất cả mọi người, chỉ còn lại Nguyễn Chí Danh. Còn bắt anh ta đi nữa. Mạch mối này hãy giao cho tôi đi. Tôi nghi ngờ vụ này có liên quan đến tập đoàn sát thủ khác của Mỹ. Tôi đã quyết định ở lại để giúp đỡ mọi người. Ok. Sợ cảnh sát bị người ta phá đến như vậy, đó là muốn chúng ta bị mất mặt. Bắt đầu từ bây giờ hủy bỏ ngày phép, toàn lực điều tra, tan họp. Yes sir. Vĩnh Kỳ, có phải con buồn ngủ rồi không? Không đâu ba, con chưa buồn ngủ. Được rồi, ba hỏi con câu cuối cùng. Con có nhớ khuôn mặt của những người đó không? Bọn họ ai cũng bịt mặt hết. Con nhìn không có rõ lắm. Được rồi, Tăng ca, ba đưa con về nhà ngủ nha. Nè, Đại Phi, chưa tìm được manh mối sao? Quả điểm à? Con gái tôi là nhân chứng chứ không phải phạm nhân. Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi, cũng nên cho nó chút thời gian nghỉ ngơi chứ. Hay là gì, để tôi hỏi một lần nữa. Không được. Ba để anh ấy hỏi đi. Nè Vĩnh Kỳ, em thử nhớ lại đi, bọn người đó có dốc dáng như thế nào hả? Cao thấp mập ốm? Bọn họ ai cũng rất cao lớn. Còn gì nữa không? Còn gì nữa bọn họ đều che mặt. Trời tối quá em nhìn không rõ. À đúng rồi, họ đều bịt mặt, nhưng mà mắt vẫn còn ở ngoài mà. Mắt của họ màu gì? Màu đỏ, màu xanh hay là màu nâu? Em xin lỗi, em thật sự nhìn không rõ. À không sao đâu. Nè, em tự nhớ lại đi. Bọn họ có đặc điểm gì, có khuyết điểm gì không? Đại loại như là chân dài hay chân ngắn? Tốt nhất trên mặt họ đều khắc chữ cướp, như vậy sẽ bắt được ngay. Đại Phi, tôi đang làm việc nghiêm túc đó, đừng có đùa mà. Bộ tôi không nghiêm túc sao? Con gái tôi phải nghỉ ngơi đó, ngày mai mới hỏi không được sao? Đúng rồi ba, con nhớ hình như trên tay một người hình như có cái gì đó. Hình xăm? Có phải hình xăm không? Xăm hình gì vậy? Hình như là một con bướm, mà không phải vậy, còn có cái gì nữa đó.
Nè, còn có gì nữa? Hình xăm, con thử nhớ hình đó như thế nào đi hả? Khó hình dung lắm, đúng là rất khó nói. À, không sao đâu, em thử vẽ ra đi. Nè nè, vẽ ra đi. Không phải như vậy, cũng không giống như vậy mà. Diễm Kỳ à, không sao, từ từ thôi, em thử nhớ lại đi. Đúng rồi, nhớ từ từ thôi, đừng nóng ruột. Đã thức cả đêm, còn uống nhiều cà phê như vậy, coi chừng ăn không tiêu nữa. Uống nước trước đi. Cảm ơn. Thì cách sao? Có manh mối gì không? Vũ khí lần này lợi hại như vậy, phòng giám định cũng bận lắm. Có manh mối rồi. Căn cứ theo xét nghiệm từ vỏ đạn cho thấy, súng ống một người này sử dụng là súng trường M177 của Mỹ. Đường kính là 5,56mm. Căn cứ theo xét nghiệm từ mảnh dụng của bom, loại bom họ sử dụng có tên gọi là Claymore, phạm vi lực sát thương là 1000m, là hàng của Mỹ. Nếu đã có báo cáo, có ai phân tích cho tôi nghe không? Mấy loại vũ khí này đều là vũ khí chuyên dụng của bộ đội đặc chủng Mỹ, ở Hồng Kông rất là hiếm. Tôi xin bổ sung, ở bên Mỹ vũ khí này không được thịnh hành lắm. Chiếu theo cách bố trí và thủ pháp gây án của họ, thêm vào đó là vũ khí họ sử dụng, hình như họ là một nhóm bộ đội đặc chủng. Bộ đội? Không phải chứ. Tôi đồng ý với những sếp của sếp. Vũ khí của Mỹ đâu cũng mua được. Anh nói bộ đội đã đánh đến đây, có phải phô trương quá không hả? Anh nói đúng. Ở châu Á, nơi có nhiều vũ khí của Mỹ chính là Philippines. Vận chuyển từ bên đó đến Hồng Kông, tính khả năng rất cao. Sếp Đoàn, đến giờ mở cuộc họp tiếp theo rồi. Các anh tiếp tục điều tra cho tôi, tôi phải đi họp rồi. Yes sir. Yes sir, yes, sir. Sử dụng M177, sau đó là bơm Claymore, và anh cũng tin họ là bộ đội đặc chủng sao? Không thể loại trừ tính khả năng này, nhưng bề ngoài không có động cơ gì hết. Đi thôi. Đi thôi. Ê Qua Điểm, đang làm gì vậy? Thế giờ tan sở rồi, sao anh phải bán mạng vậy? Ngày nào cũng làm việc khuya như vậy, có trả thêm tiền tăng ca không? Không phải lợi cho nhà nước rồi sao? Thôi được rồi, đừng có làm nữa, tan sở rồi. Nè, bây giờ không thể làm việc được chứ, chúng ta đi uống gì đi. Nè, đang làm gì vậy? Muốn uống thì uống một mình đi. Chưa phá được vụ án này, tôi không thể thảnh thơi được. Có cần nghiêm túc vậy không? Ngày nào anh cũng xem tài liệu, có thể phá được không? Anh hãy tin tôi một lần thôi. Đi nào. Qua Điểm, nó biết tự đi đó. Nè, nè, anh làm gì vậy? À, đó. Sư phụ Thái, chào anh. Chào sếp Từ, chào anh. Ngồi đi. Nè, được sao? Sếp Từ, xin lỗi nha. Đúng lúc tôi đang có khách, tôi làm xong mới tiếp đãi hai vị nha. À, không sao đâu, cứ tự đi. Ngồi đi. Làm gì con đi. Tôi cứ tự đến khuya một chút, tại sao có thời gian. Không ngờ vẫn còn bận như vậy. Sao vậy? Con hứng thú với hình xăm lắm ha? Con người tôi là vậy đó, công việc văn thư không thích hợp với tôi đâu. Cho nên công việc ở phòng làm việc anh làm lấy, công việc ngoài phòng làm việc tôi làm sẽ thích hợp hơn. Điều này gọi là hợp tác phân công, có đúng không? Anh thấy có hài lòng không? Hài lòng lắm, hài lòng lắm. Cảm ơn các anh đã đầy chiêu cô tôi ha. Cảm ơn nha. Không thả. Sư phụ Thái thì công nè. Dạ nha. Dạ. Dạ nha. Xong rồi, sếp Từ à, xin lỗi nha.
lãng phí thời gian của hai người ha. Đừng nói vậy, không có gì đâu. Hôm nay chúng tôi đến đây là có chuyện muốn thỉnh giáo. Tôi muốn hỏi ông từng gặp hình xăm này chưa? Ông gặp chưa? Hình xăm này hả? Chúng tôi nghĩ có lẽ đây là hình con bướm. Đúng rồi. Nhưng mà ở phần giữa này chúng tôi cảm thấy hình như là đầu lâu. Ông thử nhớ lại đi. Ông có bao giờ nhìn thấy hình xăm này ở đâu chưa? Tôi làm nghề này nhiều năm rồi, nhất thời không thể nhớ được. Tôi nhớ rồi. 20 năm trước có một người từng đi lính. Ông ta kêu tôi xăm hình con bướm này cho ổng. Sau đó lại nhờ tôi xăm thêm cái đầu lâu ở giữa. Sau khi xăm xong á, không biết giống cái gì nữa. Sau đó ông ta còn nói với tôi. Ông ta nói con bướm này tên là trời ơi chết rồi, tên gì không nhớ nữa. Là cái tên gì nè? Trời ơi, tôi già rồi không nhớ. Tên là gì? Gọi là bướm ma gì đó. Đúng rồi. Tên gì? Ráng nhớ đi. Tôi nhớ rồi. Gọi là bướm ma. Bướm ma, đúng rồi. Sư phụ Thái à? Ông có ghi chép gì về người lính này không? Có thể đi chúng tôi coi không? Nếu là khách hàng bình thường á thì tôi không có ghi chép. Nhưng mà con bướm này rất kỳ lạ nghe. Có lẽ tôi có ghi chép cũng không chừng nữa đó. Sư phụ Thái à? Ông lấy ghi chép đó ra đây cho chúng tôi xem có được không? Được. Hai vị ngồi đợi lát thì ông nha. Để tôi ra liền. Đừng có khách sáo mà. Hôm qua tôi đổi qua đây á, anh nhìn đi. Nè, mọi người đối chiếu coi thử nha. Có phải cái này không? Ê, cái hình này hơi giống nè. Mọi người đối chiếu coi thử coi. Ê, Hòa Điểm, có phải anh định đánh thức Vĩnh Kỳ không? Dù sao cũng để nó xem lại, nếu không làm sao khẳng định là hình này chứ. Chuyện này ngày mai mới nói đi, nó còn nhỏ như vậy cần phải nghỉ ngơi mà. Tùy anh thôi. Ba, anh Hòa Điểm. Ủa, Vĩnh Kỳ, khuya rồi con vẫn chưa ngủ hả? Ra đây làm gì? Con không ngủ được mà. Vĩnh Kỳ, em thử nhìn đi, có phải hình xăm này không? Hình như là hình này đó. Tôi nói không tìm lầm rồi mà. Vĩnh Kỳ à, con về phòng ngủ đi. Không ngủ được cũng ráng ngủ đó. Về phòng đi. Ngoan. Dạ. Hả? Nè. Hả? Làm gì? Bây giờ đã khẳng định rồi, dĩ nhiên phải về tổng bộ làm việc. Sáng mai mới tính có được không? Nói cũng đúng, phải luyện tập mà. Nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đi một mình được rồi. Ê, anh không cần bán mạng vậy chứ. Tôi làm được mà. Anh làm gì vậy? Ngồi họp hay đánh tennis? Con gái tôi tham gia cuộc thi tennis, cho nên... Tôn trọng bản thân chút đi, chúng ta có kỷ luật mà. Đừng như vậy nữa. Sorry sir. Hòa Điểm, Minh Anh sao rồi? Dạ thưa sếp, con làm ơn tắt đèn. Dạ. Căn cứ theo lời khai của Vĩnh Kỳ, chúng tôi điều tra được bọn người đó có hình xăm này. Hình xăm này có tên gọi là bướm ma. Có một chuyên gia xăm hình nói cho chúng tôi biết, trong thời kỳ chiến tranh có một lính Mỹ đến chỗ ông ta xăm hình xăm này. Nhưng tạm thời chúng tôi vẫn chưa có tài liệu liên quan. Tôi muốn bổ sung một chút. Khả năng bọn người che mặt đó là quân nhân rất cao. Cho nên bước tiếp theo, chúng ta nên gửi hồ sơ này đến quân đội Mỹ, bắt đầu điều tra từ manh mối này. Chiến tranh, quân nhân. Boss, ở bên Mỹ anh có gặp hình xăm này chưa? Chưa. Tôi sẽ nhờ FBI bên đó điều tra. Cảm ơn anh và Boss. Tiểu Miêu, còn bên anh sao rồi? Không có manh mối. Còn Ký thì sao? Bên phía dân tị nạn cũng chưa có tin gì.
Mọi người không được lơ là. Làm việc nghiêm túc đi, đang họp. Yes, sir. Yes, sir. Còn có người nào chúng ta chưa điều tra không? Khắp Hồng Kông, Cửu Long, Tân Giới, người mua bán vũ khí chúng tôi đều hỏi hết, không có tin gì hết. Manh mối này không có kết quả đâu. À đúng rồi, đưa tôi về đi, xe của tôi đem đi sửa rồi. Được, tính theo taxi nha. Vậy cũng được hả? Đổ xăng không phải tiền sao? Có đi không? Thì đi. Sao hôm nay cô lại chạy chậm vậy? Vì có anh ngồi kế bên sợ anh sợ đó. Không sợ đâu, cô chờ xem. Hôm nay đã trang bị hệ thống bảo vệ rồi, có thể chạy nhanh mà. Vậy tôi chạy nhanh nha. Ừ, chạy đi. Có chuyện gì chuyện vậy? Hả? Có chuyện gì? Không cần đâu. Sao vậy? Hết xăng rồi. Hết xăng hả? Không có đồng hồ hiển thị sao? Lạ lắm sao? Đây không phải lần đầu tiên. Anh đừng sợ, phía sau xe có thùng mà, có thể đi mua xăng đó. Cô biết từ đây đến trạm xăng bao xa không? Ít ra phải 45 phút, có đúng không? Đúng rồi, có thông tin thần kỳ mà. Đúng rồi. Sao lại như vậy? Alo. Tôi họ Trần. Thiệt tình. Đang ở bán đảo Hồng Sơn. Hả? Bao lâu vậy? À được rồi, cảm ơn. Có người nói là không uống mà. Chẳng lẽ dùng để thưởng thức sao? Không uống đâu. Chắc là bạn tôi mua, bỏ quên đó thôi. Để bao lâu vậy? Họ nói là sẽ tranh thủ. Hết xăng nhưng không hết điện mà. Anh muốn nghe nhạc gì? Có ca khúc này hay lắm. Tình yêu phải không? Cũng ngon lắm đó. Cô thường chuẩn bị trong lúc hết xăng hả? Mua nhiều vậy sao? Vì tôi thích mua rượu để trên xe. Lái xe đến chỗ như vậy thật sự rất lãng mạn. Một mình à? Trong tự nhiên cũng lạ thật đó. Cảm xúc. Tôi ngồi trên tàu và đối mặt với núi non, đúng là hoàn toàn có khác. Ở trên tàu thì chỉ có một mình tôi, bây giờ thì có hai người. Rượu này cũng được lắm đó. Muốn thử không? Có cảm xúc là được rồi. Chào. Chào. Nè. Hả? Anh quên mọi chuyện nhanh vậy sao? Tiền xe tối hôm qua đâu? Hôm qua xe cô bị hư mà. Tôi ngồi taxi về nhà đó. Anh còn nói hả? Hôm qua nếu không phải đưa anh về, tôi không quên đổ xăng đâu. Bây giờ tôi phải tính tiền xăng đó. Ừ. Bóp tôi trong phòng làm việc, lát nữa sẽ đưa cô. Được thôi. Anh đang làm gì vậy đây Phi? Ê Quý Điểm, anh nhìn đi. Giống không?
Không phải chứ, tôi thấy giống lắm mà. Tôi có năng khiếu dễ lắm đó. À, Pops. Không làm phiền hai người chứ? Không cần đỡ đâu. À, ngồi đi, ngồi đi. Vụ án đó điều tra đến đâu rồi? Quân đội Mỹ vẫn chưa có tin tức gì. Đúng rồi, Pháp à. Bên phía anh có manh mối gì không? Xin lỗi, không có tin gì hết. Anh không cần nói xin lỗi. Chúng tôi biết anh hết sức rồi, anh chỉ giúp đỡ chúng tôi thôi. Chúng tôi nói xin lỗi mới đúng. Nếu có tài liệu gì mới, các anh hãy báo cho chúng tôi biết ngay. Tôi sẽ gửi về bên Mỹ. Nếu có thêm tài liệu thì sẽ dễ điều tra hơn. Được, cảm ơn rất nhiều. Được, khách sáo. Tôi ra ngoài trước nha. À được, bye bye. Bye bye. Nè, may là không bị mất mặt. Qua điểm. Vậy đi, chúng ta ra ngoài. Đi đâu? Uống rượu. Được. Mày ngồi yên chứ vậy? Nè, vụ án tổng bộ tụi tao bị tấn công, có manh mối gì không? Quân vũ. Dạ, anh cần gì? Làm mọi chuyện một thực đơn đi. Dạ được. Tôi đi vệ sinh. Chơi đủ chưa vậy? Chỉ số hàng sinh là 13.002 điểm. Bây giờ muốn giở trò gì? Tôi có rất nhiều ưu điểm và anh nắm trúng rồi. Tôi dám chơi anh không? Xưa nay mày không ghi hận mà. Còn chưa quên chuyện lần trước hả? Ai mà không ghi hận chứ. Cơn giận đó vẫn chưa có nguôi đâu. Mày còn nhớ tao đã giúp mày như thế nào không? Khi anh mới bước vô nghề á, nếu không có tôi chiếu cố anh đã chết 9 lần rồi. Còn có thể bảo vệ ngoài đây sao? Đừng nhắc đến chuyện cũ được không? Tôi muốn nhắc đó. Vợ của anh chết sớm, không thể anh đối xử với tôi vậy. Thực đơn đây. Bữa tới tiêu đen, 3/9. Đừng chín không nha, tôi ăn không quen. Dạ được. Đàn quỷ kia, mày làm cái gì hả? Anh điên rồi sao? Còn nhắc đến chuyện cũ nữa sao? Hả? Đỡ mà về trước đi. Về trước rồi đi. Nhanh lên. Không đi. Đi đi. Đi. Đứng lại. Xin không hỏi tôi lúc này sẽ là chuyện gì. Nếu anh muốn nói, tự nhiên sẽ nói thôi. Anh biết mẹ của Vinh Kỳ hiện giờ đang ở đâu không? Cô làm nghề gì hay không? Cô là vũ nữ. Trước đây tôi làm tay trong. Tôi đã quen với Lục Phong. Nó giới thiệu mẹ của Vĩnh Kỳ cho tôi. Không bao lâu sau, chúng tôi đã sống chung. Sau đó sinh ra Vĩnh Kỳ. Lần nọ trong một hành động, cô ta vì muốn cứu tôi bị người ta nổ súng bắn chết. Tôi có lỗi với cô ấy, cho nên tôi không muốn người khác nhắc đến cô ấy, không muốn người khác nhắc tới chuyện trước đây. Anh đã sống như vậy mười mấy năm mà.
Tôi ngốc thật. Dù sao cũng không thể ngóc đầu lên để làm một người đàng hoàng. Thím à. Hả? Chào thím nè. Cảm ơn nha. Tôi quen anh lâu lắm rồi, nhưng vẫn không hiểu anh lắm. Kể chuyện của anh cho tôi nghe đi. Được. Anh muốn biết cái gì? Sao anh muốn làm cảnh sát? Từ nhỏ thì tôi đã sống nương tựa với mẹ của tôi. Tôi khôn lớn ở Trường Châu. Tôi thương bà ấy nhất trên đời. Tôi nhớ có một lần, bà ấy muốn tôi vui, mua hai vé đưa tôi đi Disneyland. Không ngờ đó là vé giả. Sau đó bà ấy rất buồn, luôn cảm thấy áy náy. Bắt đầu lúc đó thì tôi đã hỏi bản thân mình, tại sao trên đời này lại có nhiều người xấu. Cho nên anh đã quyết định làm cảnh sát, bắt người xấu à? Không cần biết là ăn cướp, lưu manh, ăn cắp đồ cũng vậy. Chỉ cần phạm pháp thì tôi sẽ bắt. Đúng là một thằng ngốc. Anh cũng ngốc lắm mà. Sao rồi, có hứng thú đi uống với tôi không? Uống thì uống, đồ ngốc. Đi. Anh nói có đúng không? Đúng rồi. Ba, anh quả điểm. Ủa, Diễm Kỳ, khuya như vậy rồi, tại sao con vẫn chưa ngủ? Ngày mai con phải thi đấu đó. Con phải quấn tay cầm này lại. Sao vậy? Vợt này không thích hợp sao? Vậy phải làm sao? Không phải đâu ma, vợt mới mua nhất định phải quấn tay cầm lại mới dùng được. Ngày mai con nhất định phải dùng vợt ba tặng cho con để thắng giải lần này. Con tự tin vậy sao? Anh quả điểm. Anh quả điểm mà. Ngày mai anh có đến xem trận thi đấu của em không? Đến, nhất định sẽ đến mà. Được rồi, quả điểm hứa với con rồi. Về phòng ngủ sớm đi, ngoan. Không được đâu ba, tâm trạng con rất khẩn trương, không ngủ được. Khẩn trương à? Quả điểm, kể chuyện cười cho Vĩnh Kỳ nghe đi, để nó thấy thoải mái hơn. Anh quả điểm, anh kể đi. Mau kể đi. Rõ ràng anh biết tôi không biết kể chuyện cười mà. Ê, được rồi, Vĩnh Kỳ à, hay là chạy đi, hay là để ba kể chuyện quay phong của ba cho con nghe nha, có được không? Hả? Hay quá, hay quá. Ba kể đi. Kể được. Đi. Ba kể con nghe nha. Năm đó lúc ba mới bước vào nghề thì đã phá được một vụ án lớn, lập tức được thăng cấp. Sau đó không bao lâu ba lại phá được vụ án ma túy đáng giá 10 triệu. Cấp trên rất hài lòng về ba. Ba liên tiếp được thăng 3 cấp. I tell you the road.
Vinh Kỳ à, tại sao em lại đổi vật mới? Tính đàn hồi của cây vật này em vẫn chưa nắm bắt được mà. Nếu em chịu dùng vật cũ, giải quát quân lần này sẽ thuộc về em rồi. Xin lỗi thầy, cây vật đó là ba em tặng cho em. Em cảm thấy dùng cây vật này ba em sẽ vui hơn là em đoạt giải quán quân. Điều này thầy hiểu mà. Thôi đi, hôm nay em đã thi đấu tốt lắm rồi. Vinh Kỳ. Ba. Con ngốc thật đó. Ba nghĩ chắc là con đói bụng rồi. Con thu xếp đồ đạc đi, chúng ta đi ăn cơm. Đúng rồi, Hoa Điểm muốn mời chúng ta ăn tiệc mừng công. Thật không ba? Đúng rồi, thật mà. Dạ, con thu xếp đồ đạc ngay. Ba, đây là gì vậy? Canh trắng đó. Đáng sợ thật, con không ăn đâu. Ghê quá. Ngon lắm, đồ bổ mà. Con ăn thử đi. Không. Ngoan nè, ăn thử đi. Ngon lắm. Kỳ, không có ăn lắm đâu. Em ăn thử đi. Đúng thật rồi. Thật không? Đúng là rất ngon. Chưa đâu, con cho thêm ít hoa cúc bảo đảm sẽ ngon hơn. Nè, thử đi. Anh Quả Điểm, anh biết được đến đại học khoa học kỹ thuật không? Biết chứ, để làm gì? Hai hôm nữa anh đưa em đi được không? Con tới đó làm gì? Con muốn lấy hồ sơ đăng ký học ở trường đó. Con muốn ở lại Hồng Kông à? Đúng vậy, ba, con thích Hồng Kông lắm. Hơn nữa, còn có ba ở bên cạnh con. Còn có anh Quả Điểm nữa. Hả? Không phải chứ. Ba, con khôn lớn rồi, con biết chăm sóc cho bản thân mà. Nhưng mà cái gì? Ba không muốn con ở lại Hồng Kông sao? Không phải. Vậy tại sao ba không đồng ý? Nếu ba nói đồng ý trước mặt Quả Điểm, không phải mất mặt lắm sao? Như vậy là ba đã đồng ý rồi. Trời ơi, hay quá. Ba, hay là chúng ta ăn mừng nha. Được được. Nè, anh phục vụ cho dạ. Ba chén canh rắn. Dạ được. À, không được, hai chén thôi. Dạ. Ba, hai chúng ta ăn một chén nha. Con ngoan thật. À, đúng rồi ba. Cuộc thi tennis lần trước tụi con đã ghi lại rồi. Lát nữa chúng ta về nhà xem nha ba. Không được đâu, hôm nay ba phải về tổng bộ. Nhưng mà không sao, đưa cho ba. Về nhà ba sẽ xem ngay. Được rồi. Quả Điểm à? Hả? Lát nữa có về tổng bộ không? À, tôi không đi đâu. Sáng nay tôi bỏ điện máy tính ở nhà rồi, tôi phải về lấy. Đúng lúc lắm, lát nữa anh đưa Vĩnh Kỳ về nha. Ê, đưa nó về thôi đó. Đương nhiên rồi. Tìm tài liệu như thế nào đây? Tìm băng ghi hình xong rồi hãy tính. Con nhỏ ngốc này
Lại lớn vậy rồi sao? Ôi, già rồi. Người Trung Quốc để nhận người Tây làm ba, đúng là hết chịu nổi. Hình xăm. Trùng hợp gì sao? Fox, bạn của anh hả? Là ba tôi đó. Hả? Ba nuôi của tôi, Hiu. Peter Yang, Peter Su. How do you do? Hi, nice to meet you. My daughter. À, con gái xinh đẹp thật. Ủa, ở bên nói tiếng Hoa hả? Anh còn cần tài liệu này để làm gì? À, vì tôi sợ tập đoàn sát thủ không cần số di dân tị nạn tìm người khác thôi. Bây giờ tôi phải tìm tài liệu để chuẩn bị trước. Sau đó gửi tài liệu này cho tổng bộ FBI, họ sẽ tiện làm việc hơn. Hello. Yes. Chà, khuya vậy còn có điện thoại hả? Bạn gái hả? Là ba tôi đó. Sếp Đoàn, để tôi quyết định nha. Dù sao tôi cũng sắp về Mỹ rồi, bữa này để tôi mời. Cảm ơn Fox. Cảm ơn Fox và sếp Đoàn mời chúng tôi ăn cơm. Chạy đi ngốc thật. Vậy được hả Đại Phi? Sao rồi? À, làm viên thuốc trước đi. Tôi nghĩ anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi. Thật ra lại, mục đích của anh là gì? Không phải anh đang điều tra sao?
chắc là có nhiều tài liệu lắm mà. Chuyện cướp phạm nhân lần trước là anh bố trí phải không? Bố trí chặt chẽ như vậy, vũ khí tối tân như vậy, chắc anh mở rộng tầm mắt rồi phải không? Mọi người đó là ai? Họ là quân nhân Mỹ tinh nhuệ nhất ở chiến tranh Việt Nam trước đây, quân đội bướm mà. Tại sao? Tại sao FBI phải làm như vậy? Thân phận FBI là tôi dùng để che đậy. Tìm dân tị nạn để gia nhập tập đoàn sát thủ chỉ là sương khói thôi. Vậy mục đích thật sự của các anh là gì? Nguyễn Ba, đó là một người Việt biết số vàng trị giá 50 triệu Mỹ Kim đang giấu ở đâu. Theo dõi phim đỉnh cao.com. Cho nên anh với ba nhiều phim mới hấp dẫn nhất. Để dịch ra hành động này sao? Đại Phi, anh đúng là một người thông minh. Chỉ cần cho anh chút manh mối thì anh có thể điều tra ra. Nhưng đáng tiếc, anh không ngờ người ở bên cạnh anh luôn giám sát anh, nhất cử nhất động của anh nữa. Thế nào, cảm thấy không phục hả? Ba tôi thường nói tôi có một tật xấu, tức là thích đấu trí với người có đầu óc. Hôm nay chúng ta cược một ván đi. Ở đây có 6 viên đạn, nếu anh có thể chạy ra ngoài, coi như anh thắng.